Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình ra hồ Núi Le test bài mồi thơm nha các bạn. Hiện tại bây giờ là cũng gần 9 giờ rồi. Hôm nay mình ra K3 rất là ngủ, nhưng mà mình cố gắng làm video quay cho mọi người xem. Đó. Hôm nay mình sẽ thử câu cái mồi thơm cộng thêm cái mồi tanh với lại mồi chua hăng thử coi. Xem coi cái thời tiết đang bão thế này có câu cá ở cái hồ không các bạn. Hiện tại thì gió rất là lớn nha, và lục bình nó trôi cũng rất là nhiều luôn. Để mình view lại cho mọi người xem. Đây nè, mình mới ra, mình mới dọn được cái bãi câu nè, một lỗ mà gió rất lớn luôn nè. Gió đang thổi lục bình ở trên kia nó đi xuống đây luôn đó. Cái lỗ được còn được 3 cần có mấy à. Nè, 3 cây mình mới để nè, mình chưa có trộn mồi ở chân nè đó. Cái kiểu này ở trên kia nó đang dạt xuống rất là nhiều luôn các bạn đó nè. Thời tiết hôm nay cũng trời cũng nắng chớm chớm mà không biết mà gió lớn lắm, mình sợ lục bình nó trôi qua nó dướng cái cần của mình đó, mình câu không được thôi đó. Đây, đây là cái chỗ của mình, mình đi có một mình thôi, không có nhiều. Đây mồi ngày hôm nay đây, mình không có làm mồi kịp nhiều. Trứng vịt có 4 quả nè, đây một thì mình có 2 gói, đây một gói mình câu trước, trứng có 2 quả trước, hết mình câu tiếp. Cánh chim thì một gói thôi. Đây là cái xe sủi cam. Xe sủi cam này chỉ có 16.000 một ống như thế này. Xe sủi chanh thì nó mắc hơn tí. Xe sủi chanh thì 23.000. Đó. Đây, ở đây là sữa chua Vinamilk có đường. Mình dùng một hộp thôi. Một hộp thôi. Bây giờ mình sẽ lấy nước nè. Nước tại điểm câu nè. Để tránh tình trạng mấy anh em nói câu nước gì. Và lấy nước ở đâu câu? Nước hồ, nước tại điểm câu luôn. Ít nước thôi. Khi nào mà nó mà khô mình lấy thêm nước. Đó. Đây mình làm tế à. Mình có một tay. Đây. Giờ mình cho cái phần sủi vào. 1 2 3 4. Cho 6 viên luôn rồi. Cho tới nái luôn rồi. Có một tay à, mình đổ nhiều quá. Kệ. Đó là cái phần sủi cam tạo độ hăng. Còn bây giờ là đến phần cái xe sủi chanh tạo độ chua. 2 3 4 4 thôi, chanh cho 4 thôi, cho nhiều quá nó chua quá. Tiếp tục là cho cái trứng. Lấy hết cái phần sữa chua bên trong mũ. Đây là cái mồi cắt này. Kiếm một cái cây. Cái cây. Chợ này tan ra rồi. Quậy đều. Bây giờ nó có tan hay nó không tan gì nó cũng vô đó. Ok hết. Quậy đều. Dùng để đánh đều. Lên cái màu giống như cái màu đồng đỏ của vịt kia. Xong rồi đó, còn một số nó đang tan ra từ từ này, để mình để nó tan hết luôn. Rồi phần đó mình khui phần đi một phần trước nè, tới cấp chim khui ra để anh em nói mồi câu thì không có khui vỏ bì để một này, không biết thật hay giả nên câu đại thôi. Bây giờ cái mồi giả, cái một giả nhiều lắm, mình cũng không biết trước được là như thế nào, mà thấy nó mua ở chỗ nào mình câu tới lên cá rồi mình mua một chỗ đó câu hoài thôi, nó đơn giản thôi. Cắm chim nó dùng một gói rưỡi các bạn nè, dùng một gói này nó nước nhiều quá nó ấy hết, mình dùng một gói rưỡi luôn. Đây còn đây con nữ gói nè, có từ trước mình có câu hết được gói này. Cho cái phần cắm chim này vô đi, cho vô đi. Vô để cho nó tan ra được ít rồi. Tại vì con có chép bữa về nhà mình nuôi nó sống rồi các bạn à. Để chiều về mình view lại cho mọi người xem bữa nào mình gặp. Chép nó được cái gửi đỏ bữa mình
rất là to các bạn ơi. Rồi mình sẽ quậy đều lên. Trời, nhiều nước quá rồi. Nhiều nước quá thì mình cho thêm con chim vô. Tường này chịu khó thêm mồi tí. Nó cũng hơi nhào nhào nhão nè. Đó. Sủi nó vẫn chưa tan hết luôn, còn nguyên luôn. Nhưng không sao, kệ. Chơi được hết đó các bạn. Đó nào cũng được hết. Đó. Rồi cho luôn cả gói đi một vô luôn. Nó khô lại liền các bạn thấy không? Các bạn để tầm khoảng cái chừng 5-10 phút là nó đều hết ra luôn, các bạn câu được rồi. Dạ, đơn giản rồi. Này mình câu cái mồi nó bự bở, nó nhanh rã tí, cá vô ăn dễ dính hơn. Vậy thôi. Đó, ok. Hoàn tất. Đó là chưa ra được hết trơn rồi, hết trơn. Giờ đậy lại nữa, để tí nữa là câu được nha các bạn. Ok. Thôi, ok. Đây các bạn, mình mới bóp được ba cục mồi lăng xê nè. Đó. Bây giờ mình sẽ đi quăng mồi cho mọi người xem. Đây. Cần mình đây. Đó. Giờ đi quăng mồi nha. Hy vọng hôm nay sẽ có cá để quay cho mọi người xem. Tại vì một tuần mình đi được có một ngày. Nãy giờ ra cần bóp mồi đâu, quá trời mệt luôn rồi, tại vì làm nguyên đêm hồi tối hôm qua giờ cũng rất là mệt đó. Giờ ra cần này mình quăng tầm khoảng ở chừng 40-30 mét gì đó là được. Đó, cái đó thôi. Kìa bạn kìa, ghi một dãy cái lục bình nó đang trôi tới luôn kìa, không biết sao đây. Hy vọng nó sẽ không bị dướng dây vô trong cái con máy là được, không dướng là ok. Tranh thủ quăng cho nó hết ba cần đi rồi chuối cần xuống, rồi canh để cho nó trôi qua hết đi, để nó đừng có tấp vô trong cái chỗ cần mình là được. Tấp vô con mình nữa là xui lắm. Ba cần một chỗ nha các bạn, cho nó dễ gom cá dễ ăn. Mình ném vậy chứ ba con mồi nó nằm sát nhau, cách nhau có chừng mét rồi, không có nhiều đâu, có khi nó sát nhau có gần 3-4 tấc thôi. Mình quăng nhiều lần rồi mình canh được cái hướng con mồi nó bay á, nên quăng cũng đảm bảo là 90% là chuẩn ổ. Đó. Ok. Tầm 3-4 tiếng mình mới thêm mồi. Nhanh lắm thì 2 tiếng mới thêm mồi một lần. Xả ma da ra cho nó cá nó ăn, nó kéo cước chạy chơi. Chứ lâu lâu nó vớ mấy con hàng mà to to quá các bạn. Cá nó kéo cái nó dễ bị sức mép lắm, cá lắm, với lại phần nó dễ bị cần chống cần yếu á, nó lôi đi luôn thì lúc đó thì buồn lắm. Dây thì nó cũng không căng mấy đâu, mình cho dây nó dùng tí nè, dây nó dùng nè, nó không cho dây căng đó, vừa dây thôi, không cho dây căng nha các bạn, dây căng không có tốt, không tốt cho cái sức khỏe của mình. Dây căng nó dễ bị bong cá và nó dễ bị ấy. Rồi xong rồi đó. Bây giờ mình lên lấy ba cái còi hú với một mình gắn vô. Ra cần xong là ngồi chơi game. Khi nào cá nó ăn quay lên cho mọi người xem. Đẹp luôn. Không cần nhiều đâu. Hôm nay mình hy vọng em được con thôi. Con cá chép càng tốt, chép đỏ. Bây giờ mình thả vô trong cái hồ của mình á.
cho nó đủ cặp cá chép, chép đỏ cho các bạn có bè nó vui. Chưa trước được có con, cố gắng hôm nay anh, ông bà thương rồi anh chị em đồ phù hộ kiếm được con nữa, hai con để có cá để quay mọi người xem. Chứ đi câu mà móng hoài thì nó không có vui các bạn à. Đi câu phải có cá, ít nhất một, không có nhiều cũng được một con cá nào nó đẹp đẹp, nó quay mọi người xem hấp dẫn đúng không. Cái này nó không kêu ta. Có kêu được rồi. Cái còi đó tí nữa mình thay nó. Được nè. Đầu kia còn cái nữa. Có một cái nó bị tịt á. Chứ không rêm ra nó không kêu. Sao biết cá ăn. Còn không ta. Còn cái nào nữa không ta. Nó không kêu là xong luôn đó nha. Còn cái nữa nè. Cái này phải chắc chắn phải kêu. Đó, cái bự luôn. Kêu vậy mình phát hiện được cá nó ăn chứ. Chứ mà nó mà không kêu chạy mai dai không thì nó không có hấp dẫn. Phải kêu nó mới hấp dẫn được. Đó, dây dùng nha. Cho dây hơi dùng tí. Gần xiết mới ra lại nè. Đó. Đó. Ok. Giờ mình dọn bớt mấy cái lục bình nè. Đây nè. Bình ở đây nè. Nóng lắm các bạn nè. Hồi nãy nó gió quá trời luôn, bây giờ hết gió rồi. Để rửa tay sạch sẽ lên, cầm điện thoại chơi game. Tí nữa nó ăn cá nó ăn quay mọi người xem. Chứ bây giờ mình quay trực tiếp không đâu có cá đâu. Tại vì mình câu ngày có được có một hoặc hai con cá, chứ không có nhiều cá. Đấy, ok. Bây giờ ngồi chờ đợi kết quả rồi ăn uống rồi uống nước và hút đồ, ăn mì, ăn sáng. Ok các bạn, tí nữa cá nó ăn mình quay lại cho mọi người xem nha. Đây các bạn, đây là kết quả sau cái trận mưa và gió rất là to, khiến cái điểm câu của mình hiện tại bây giờ là không câu được luôn. Lục bình nó vô ngập hết luôn rồi. Bây giờ mình chỉ biết thu cần về thôi. Kết quả ngày hôm nay quá đen cho cần thủ đam mê cá. Ngồi mình chờ mãi mà cá vẫn không ăn. Và sau một trận gió thì ký kết. Lục bình nó tràn vô quá trời luôn. Đó. Hồi nãy nó kéo vướng hết hai cây mà hên là nó không có bị vướng, nó chỉ bị ấy thôi. Hai cây này chắc mắc rồi, kéo thấy nặng. Một dính cá hay dính bình đây, gắn kéo vô nè. Ôi chà, con cá to quá. Nguyên cái bịch luôn các bạn ơi. Đó. Kết quả ngày hôm nay nó chỉ có bao nhiêu thôi ơi. Đập sạch sẽ, dọn cần vô trong vỏ và đi về. Cá này quá đen. Đó, xong rồi đó. Hai cần nó được nằm ở trên bờ nha các bạn. Nè. Cây cần này mình kéo lên đầu tiên. Dính lục bình đầu tiên. Lục bình nhiều quá các bạn nè. Lục bình ở khắp mọi hồ luôn. Tại nó sáng gió quá, kèm theo mưa nữa, mưa mới tạnh luôn, đất còn ướt nè. Rồi, ok.
3 giờ rồi, về được rồi. Về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp sức đi làm. Khi nào rảnh mình ra video tiếp cho mọi người xem. Coi như ngày hôm nay móm đi, không có cá. Ok, lại video đăng lên cho anh em xem. Mà tiếc là không có cá. Để về nhà mình quay con cá mà mình từ trước mình câu á, mình thả với hồ mình nuôi nó sống rồi, đẹp lắm. Ok, bây giờ về nhà nha các bạn. Mình mới vừa về tới nhà nè. Đó, đây, đây mình mới xây cái bể nè, cái con cá chép hồng chép đỏ bữa này, đang ở dưới nè. Đó, cá chép. Xin chào tất cả mọi người nha. Đấy, mình đã bỏ vô đây cho tốt có đất đang còn sống nha các bạn, đo đó nó nè. Đó, đó. Chưa được chưa, dễ thương chưa, ký gửi các bạn, không nhỏ đâu. Xung quanh có mới cá bảy màu nữa nè, cá bảy màu nữa nè. Anh nằm im gu luôn, đã chưa, rất là hên luôn các bạn à. Sau một tuần em nó vẫn còn sống đó. Mình cũng muốn kiếm được vài một thêm một con vài con nữa để thả vô trong cái hồ nè. Hằng ngày mình ra đây mình chiêm ngưỡng nó đó vậy thôi, chứ không có nhu cầu, mình không có thích ăn nó chút nào hết. Mình chỉ thích nuôi nó thôi, ngắm nhìn nó thôi đó, ngắm nhìn nó khi nào mà cho nó già thôi, hoặc là có vấn đề gì đó thôi mình mới bỏ thôi. Yeah, giờ anh bơi đi, giờ nó rồi bơi rất là mạnh khỏe luôn nha các bạn. Ok đó, ok nha, ok nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha. Bye bye.